về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô Thơ xin chào tất cả các con học sinh thân yêu của Vietjet. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong khóa học này. Ngày hôm nay chúng ta đọc mở rộng và luyện tập mở rộng vốn từ về núi rừng, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu, khi nào. Viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật các con yêu thích. Chúng ta học phần đầu tiên, đọc mở rộng. Các con hãy đặt bài về cây cối, muông thú và viết vào phiếu đọc sách theo mẫu. Chúng ta có một phiếu đọc sách ví dụ như là ngày đọc ngày 1 tháng 3 năm 2022, tên bài sự tích hoa cúc trắng, tên cây hoặc con vật trong bài đấy là hoa cúc trắng, chi tiết thú vị về cây hoặc con vật, chi tiết cô bé xé từng cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ khác nhau để bông hoa chỉ có 20 cánh chứ. Trở thành bông hoa có vô vàn cánh hoa với hy vọng kéo dài sự sống cho mẹ. Vẽ cây hoặc con vật trong bài theo tưởng tượng của các con. Và mức độ yêu thích đấy là 5 sao chẳng hạn. Các con có thể viết vào phiếu đọc sách những câu chuyện, những bài viết về cây cối muông thú mà các con đọc được. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ 2. Các con hãy chia sẻ với các bạn thông tin thú vị về thế giới thiên nhiên trong bài đã đọc hoặc bức tranh đã vẽ. Trong bài đã đọc là sự thích hoa cúc trắng, ý nghĩa của loài hoa cúc trắng là thông tin thú vị mà chúng ta học được, là biểu tượng của sự kiên cường, là loài hoa của tình yêu và lòng hiếu thảo. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai là phần luyện tập. Mở rộng vốn từ về núi rừng, đặt trả lời câu hỏi ở đâu, khi nào, viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật yêu thích. Phần luyện từ và câu, chúng ta sẽ học mở rộng vốn từ về núi rừng, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu, khi nào. Một, các con hãy xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Cô có các từ ngữ mênh mông, thác nước, sừng sững, núi, ngoằn ngoèo, rừng, uốn lượn, trắng xóa, gập ghềnh, ruộng bậc thang, suối, quanh co. Cô có bảng gồm hai cột. Cột 1 là từ ngữ chỉ sự vật, ví dụ núi. Cột 2 là từ ngữ chỉ đặc điểm, ví dụ sừng sững. Bây giờ chúng ta hãy sắp xếp các từ ngữ ở phía trên vào hai cột sao cho phù hợp. Từ ngữ chỉ sự vật, ví dụ như là núi, ruộng bậc thang, thác nước, suối, rừng. Từ ngữ chỉ đặc điểm, ví dụ như là sừng sững, mênh mông, ngoằn ngoèo, trắng xóa, gập ghềnh, quanh co. Bài tập thứ 2, chúng ta hãy đặt 2 đến 3 câu với từ ngữ ở bài tập số 1, ví dụ ngọn núi sừng sững, đoạn đường ngoằn ngoèo, dòng sông rộng mênh mông, thác nước có sương phủ trắng xóa. Ở đây chúng ta đã dùng từ ngoằn ngoèo, mênh mông và trắng xóa. Cô hy vọng rằng các con đã làm nhanh hai bài tập 1 và 2. Chúng ta chuyển sang bài tập thứ 3, các con hãy nhìn tranh, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu. Ví dụ, cú mèo làm tổ ở đâu? Cú mèo làm tổ trong hốc cây. Sóc leo trèo ở đâu? Sóc leo trèo trên cành cây. Gấu uống nước ở đâu? Gấu uống nước ở dòng suối. Tê tê làm nhà ở đâu? Tê tê làm nhà ở vách đá. Các con hãy đặt các câu hỏi ở đâu và trả lời chúng. Câu hỏi thứ tư, dựa vào đoạn thơ dưới đây, đặt và trả lời câu hỏi khi nào. Rùa con đi chợ đầu xuân, mới đến cổng chợ bước chân sang hè. Chợ đông hoa trái bộn bề, rùa mua hạt giống đem về trồng gieo. Mua xong chợ đã mãn chiều, heo heo gió thổi cánh diều mùa thu. Đường dài chẳng ngại nắng mưa, kịp về tới cửa trời vừa sang đông. Mai văn 2. Chúng ta sẽ đặt và trả lời câu hỏi khi nào, ví dụ như là rùa con đi chợ khi nào, rùa con đi chợ đầu xuân, rùa con mua xong khi nào, rùa con mua xong đã vãn chiều, rùa con về tới cửa khi nào, rùa con về tới cửa khi trời vừa sang đông. Ở bài này chúng ta đã thấy được rùa là một loài vật rất là chậm chạp, phải không nào? Rùa đi chợ vào đầu xuân và khi về tới cửa thì đã sang đông rồi, mất rồi. Bài thơ rất là thú vị, phải không nào?
Sau khi chúng ta đã luyện cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu khi nào thì chúng ta chuyển sang phần luyện viết đoạn, viết một đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về một cảnh vật yêu thích. Các con thích cảnh vật nào trong các bức tranh dưới đây, vì sao? Cô có 3 bức tranh ở trên bảng. Em thích nhất cảnh vật trong bức tranh thứ nhất vì nó được bao phủ bởi một màu xanh tươi sáng, cho thấy sức sống, sự hùng vĩ của thiên nhiên. Bức tranh đầu tiên của chúng ta vẽ về ruộng bậc thang, một màu xanh vô cùng mát mắt và đầy sức sống. Các con có thể thích các bức tranh khác ở bài tập số 1. Dựa vào đó, chúng ta sẽ viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc của các con về một cảnh vật mà các con yêu thích. Các con hãy trả lời các câu hỏi: cảnh vật các con yêu thích là gì, ở đâu, đặc điểm nổi bật của cảnh vật đó là gì, điều gì khiến các con ấn tượng khi ngắm nhìn các cảnh vật đó, các con nghĩ, các con có cảm nghĩ gì, ví dụ yêu vẻ đẹp của cảnh vật, biết ơn những người khám phá giữ gìn cảnh vật, ví dụ Cửa Lò là bãi biển nổi tiếng của quê hương em, gió biển lồng lộng, tiếng sóng vỗ ào ạt, bãi cát vàng trải dài, bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây, ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi, em cùng các anh chị thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh, bãi cát trắng ven biển bị sóng biển đánh vào ướt sũng, nhưng có lẽ biển đẹp nhất về ban đêm khi ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao. Không khí lúc này dễ chịu, mát mẻ, gần bãi biển còn có một số điểm du lịch nổi tiếng như đảo Hòn Ngư, đảo Lan Châu, chùa Lô Sơn. Em rất thích bãi biển của quê hương mình. Đầu tiên, chúng ta nêu cảnh vật yêu thích đấy là Cửa Lò. Đặc điểm nổi bật của cảnh vật đó đấy là có gió này, có tiếng biển, có tiếng sóng biển này, có bãi cát vàng, bầu trời rất là đẹp. Và có lẽ đẹp nhất, biển đẹp nhất đấy là về đêm. Khi ngắm nhìn cảnh vật đó thì chúng ta có cảm nghĩ đấy là rất là yêu thích. Các con hãy tự viết đoạn văn nêu lên tình cảm cảm xúc của mình về cảnh vật mà các con yêu thích nhé. Về nhà, các con hãy trao đổi với người thân của mình để biết thêm về cảnh đẹp của đất nước. Ngày hôm nay chúng ta đã vừa đọc mở rộng, vừa luyện tập mở rộng vốn từ về núi rừng, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu khi nào. Sau đó chúng ta đã luyện viết đoạn văn nêu lên tình cảm cảm xúc của mình về cảnh vật yêu thích. Cô hy vọng rằng các con đã học tốt bài học này. Cô hẹn gặp lại các con trong những bài học phía sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.